Kính thưa toàn thể cộng đoàn, về với hội thi Trung Chuyên Bản hôm nay có sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ cùng rất đông các bạn cổ động viên cũng như là các bạn tham dự viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Ba Làng. Con xin cộng đoàn chúc một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của cha Paulo Nghệ Đức Lương. Hiện diện của các anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi thuộc giáo xứ Ba Làng. Và đặc biệt xin mọi người cùng chào đón sự hiện diện của các bạn tham dự viên và 40 thí sinh đại diện cho 3 lớp của khóa đào tạo giáo lý viên giáo hạt Ba Làng hè năm 2023. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, và để cho chương trình hôm nay được diễn ra trong tình yêu và sự ngoan ngoãn của Chúa, giờ đây con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể mọi người cùng đứng lên xin ơn Chúa thánh thần. Con xin mời quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Vâng, và để chương trình diễn ra các thuận lợi nhất thì xin mời tất cả các bạn tham dự viên cũng như là bạn thiếu nhi chúng ta sử dụng trận tương lai. Ở giáo lý viên hè 2023, nhờ sự quan tâm của quý cha, sự chỉ dạy ân tình của quý thầy, quý sơ trong bao giảng huấn và sự nỗ lực của bản thân, các bạn tham dự viên đã tích lũy được thêm nhiều kiến thức cũng như các kỹ năng làm hành trang cho bản thân trên đất đường tương lai của mình. Và cuộc thi Du Trung Vàng hôm nay cũng là một trong những hoạt động giúp các bạn học viên khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và bổ ích. Ngoài ra, sân chơi này còn giúp các bạn tự tin vượt qua sự nhút nhát và sống tinh thần linh đề cao nhất. Và để bắt đầu cho chương trình Du Trung Vàng tối nay, tôi xin mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn hướng về sân khấu để theo dõi vũ khúc chào mừng do các bạn khối 1A thể hiện. Tôi xin trân trọng kính mời. Vâng, các bạn khán giả, thì chúng ta có thể cho các bạn bước vào ao để vỗ tay thật lớn cho các bạn. Các bạn nhìn nhé, có thấy các bạn bước vào ao để thế này đúng không ạ? Có hay không ạ? Để tiếp gì một tràng vỗ tay nào. Vâng, xin được cảm ơn các bạn bước vào ao đã thể hiện một vũ khúc sôi động là món quà của những quý cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Và để bắt đầu cho cuộc thi tối hôm nay, giờ đây con xin được mời cha phó Paulo Ngô Đức Lương, cha phó xứ Ba Làng, ban tổ chức khóa tư vấn hè giáo lý viên năm 2023 sẽ lên phát biểu khai mạc. Con xin trân trọng kính mời cha. Xin quý cộng đoàn cho một tràng vỗ tay ạ. Kính thưa quý thầy, quý sơ trong ban giảng huấn, kính thưa tất cả 132 tham dự viên của khóa đào tạo giáo lý viên giáo hạt Ba Làng thân mến, và kính thưa các cổ động viên và giáo xứ Ba Làng cùng các vị giáo lý viên của giáo xứ Ba Làng, chúng ta thấy những cảnh qua và đặc biệt là ngay giờ phút này đây, chúng ta thấy sức sống của tuổi trẻ và giáo hội đang hiện diện ngay giây phút này, một giáo hội hiệp nhất, một giáo hội đầy sức mạnh của ơn Chúa. Khi chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội trong khóa đào tạo này, các bạn trong 7 giáo xứ của giáo hạt, chúng ta được quy tụ nhau nơi đây, chúng ta củng cố sự hiệp thông, chúng ta được gặp gỡ nhau, được liên kết với nhau, được gần nhau hơn,
và chúng ta chia sẻ với nhau những gì. Thứ nhất là đức tin, thứ hai là tình người. Và trong cái khóa đào tạo này, các bạn biết chúng ta được đào tạo không phải là về bài mấy bài kiến thức về giáo lý hay kinh thánh, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa là cho chúng ta có cơ hội để chúng ta được gặp gỡ nhau, được yêu thương nhau hơn, đoàn kết với nhau hơn, và có những cái chương trình huấn luyện cho các bạn trở thành một giáo lý viên, một con người toàn diện về nhân bản, về nhân phẩm của mình, về con người của mình. Chính vì thế, khóa đào tạo có những chương trình, ví dụ như cầu nguyện tai dê, rồi các sở cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung và các kỷ luật về giờ giấc, để cho huấn luyện các bạn trở thành một giáo viên năng động hơn, nhiệt huyết hơn. Và ngay giờ phút này đây và ngày hôm nay, chúng ta được tham dự tiếp tục chương trình Du Trung Vàng trong chương trình khóa đào tạo giáo lý viên, để chúng ta củng cố về kiến thức, để chúng ta đầy năng lượng, đầy sức sống. Kiến thức mà Du Trung Vàng đưa ra là kinh thánh và lịch sử, để các bạn bồi bổ thêm cho các bạn trong hành trình tương lai sắp tới là một người giáo lý viên. Chính vì thế chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn ban tổ chức đã có những chương trình như thế này để chúng ta được học hỏi, được gần nhau và được yêu thương nhau hơn. Chính vì thế, thay lời cho ban tổ chức, quý thầy, quý sư các bạn đạo huấn, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi Du Trung Vàng trong khóa đào tạo giáo lý viên 6 hạng Ba Làng. Vâng, con xin được cảm ơn cha với những lời dặn dò hết sức ân cần và chú đáo ạ. Các bạn giáo lý viên ơi, bé quá. Các bạn giáo lý viên ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, xin mời tất cả các thí sinh chúng ta tiến ra giữa nhà thờ để chuẩn bị tiến về sân khấu ạ. Chúng ta nhanh chóng ạ.
qua của khóa đào tạo giáo viên hè năm 2023. Ngày hôm nay ạ, một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau xem lại trạng hành trình. Vâng, và đây là trạng hành trình của các bạn thí sinh. Xin mời quý cha cùng toàn đoàn xem. Yeah.
như cũng là cái điều của các bạn. Vâng, hãy được cái tay quý vị đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo
Vâng, xin mời câu hỏi số 1. Cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh là sách nào? A. Khải Huyền, B. Matthew, C. Sáng Thế và D. Xuất Hành. 15 giây chỉ bắt đầu. Và mình đã đáp với chúng ta trật tự ạ. Và sau khi biết xong thì chúng ta úp bản ạ. Sau khi có được đáp án chúng ta úp bản. Vâng, đã hết thời gian, xin mời tất cả các bạn thí sinh giơ bảng. Thank you.
đạo tràng. Vâng, xin mời ra mắt của chương trình. Và xin nhắc vào một chút là khi chúng ta dơ bảng thì chúng ta để ý cái bảng nó sẽ bị lướt ạ. Vâng, chúng ta dơ bảng thì dơ lúc bảng theo hướng ạ. Vâng, chúng ta đến với câu hỏi số 5. Theo sách Mân Ca chương 6 câu 5, cái gì mà tăng thêm tình bạn? A. Tha thứ. B. Hiểu biết nhau. C. Ăn nói dịu dàng. Và đi cả ba đáp án trên đều đúng. 15 giây thì bắt đầu. Các hồ đầu tiên thấy đấy cũng rất là hồi hộp. Rồi các bạn to, các thí sinh được nắm tay ạ. Rồi 15 giây thì ký đấy. Xin mời các bạn rơi vào. Còn xin mời các thầy làm các bạn thảo. Thank you.
công để dừng ngựa. Vâng, và cùng ai dài thì chúc mừng các thí sinh. Rồi, các thí sinh nào nào? Vâng, chúng ta cùng sang câu hỏi số 9. B. Marco, C. Luca và D. Gioan. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Các bạn cùng chương trình đưa ra B. Nam Bộ Đình.
đồ biết việc, đồ lưu việc quê ở đâu. A là chào bố huyện Giao Chỉ. B là quận Anh huyện Nam Châm. C là Trinh Hà tỉnh Thanh Hóa. Và D là Hồng Trung tỉnh Thanh Hóa. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Yeah.
và rất chính xác một phần quà dành cho bạn. Và là một cái thành bà con dài dài vừa nghe vừa dẻo. Và xin chúc mừng em. Rồi chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai.
người chơi sẽ thổi băng bóng. Và càng một chiếc thì là sau khi thổi băng bóng xong, người chơi sẽ di chuyển kẹt quả bóng đến điểm đích thứ nhất và kẹt thở. Sau đó sẽ gần thìa vào miệng và dùng gắt quả bóng bàn, sau đó sẽ di chuyển về và xuất phát ban đầu ạ. Và số lượng thí sinh được cứu sẽ phụ thuộc vào thành tích mà đội mình đạt được. Thank you.
Rồi chúng ta cùng đếm nào. 1 2 3 4 5 6 và hết giờ. Wow, chúc mừng đến người A với sống đó. Và tiếp theo là người B đến với B ạ. Rồi cùng đếm thật có gì nào.
kỳ sôi động và tất cả các bạn đi chơi. Xin mời tất cả các bạn cùng tiến lên giải thi đấu. Và trước khi bắt đầu những câu hỏi tiếp theo, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự trở lại của cha Phu Xe Nguyễn Công Cương, cha Mạc Tất Giao Lý Giáo Hoàng Tây Hà. Và xin trân trọng kính mời cha. Vâng, các bạn thí sinh sau khi là ổn định thì chúng ta xem phục vụ của mình đang đứng chưa ạ? Vâng, chào và thế lâu ạ. Vâng, xin mời các bạn khối 2 ngồi hàng. Vâng, xin mời các bạn ngồi hàng thứ hai. Chúng ta sẽ đến từ vị trí của chúng ta. Thiếu một cái bàn hả? Mời các bạn thí sinh ngồi hàng thứ hai, chúng ta tiến về vị trí của chúng ta. Và các bạn hàng thứ nhất, chúng ta cũng tiến về vị trí của chúng ta. Và tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Đầy đủ dụng cụ chưa? Phần thi này sẽ có 15 câu hỏi, bao gồm 15 câu trắc nghiệm hoặc tự luận. Các thí sinh sẽ lần lượt trả lời câu hỏi vào mạng của mình trong vòng 15 giây. Nếu thí sinh trả lời sai sẽ bị loại khỏi sàn thi đấu và không còn cơ hội để được cứu trợ. Trả lời đúng, các thí sinh sẽ tiếp tục cuộc chơi của mình. Thí sinh nào trả lời đúng đến câu hỏi số 15 thì sẽ trở thành người chiến thắng và rung được chuông vàng. Trường hợp không có ai trả lời hết câu 15 thì những người còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Nếu có trên 2 người cùng bị loại ở những câu hỏi cuối cùng thì sẽ dùng câu hỏi phụ để phân biệt thứ hạng. Và các bạn đã nghe và hiểu chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Người yếu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, xin mời câu hỏi đầu tiên của vòng thi thứ hai. Câu hỏi số 1. Theo sách Dân số chương 21 câu 6, những người tham trách ông Mô-xê trong Sa Mạc đã bị con gì cắn chết? A. Chó sói. B. Sư tử. C. Rắn. Và D. Báo. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Và khi trả lời câu hỏi thì các bạn nhớ một lần nữa là chúng ta không dừng được cả. Những bạn nào dừng được đã học phạm một câu hỏi. Vâng, xin mời chúng ta các bạn dơ cao bảng và thẳng bảng lên ạ, để các thầy có thể dễ dàng nhìn nhất cái đó. Vâng, xin mời các bạn hạ bảng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai.
điền vào chỗ chậm đáp án đúng nhất. Theo sách Châm Ngôn chương 30 câu 17 có nói: kẻ nào dương mắt chế giấu cha và coi thường chuyện vâng lời mẹ sẽ bị ba chấm. A. Người đời khi gì? B. Quả ở vùng sâu móc mắt và bị loài diều hâu dễ bị. C. Con cái đối xử là như vậy. Và D. Chúa họa vào thân. 15 giây suy nghĩ bắt đầu.
Vâng, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Theo tin mừng Matthew chương 26 câu 14 đến câu 15 có đoạn: tôi một người ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Là câu nói của Judas Iscariot nói với ai? A. Các luật sĩ. B. Nhóm biện phái. C. Nhóm Pharisêu. D. Các thượng tế. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Thank you.
chúng ta cùng đến với câu hỏi số 10. Theo sách Công Vụ Tông Đồ chương 11 câu 26, lần đầu tiên các tín đồ được gọi là Kitô hữu ở đâu? A. Jerusalem. B. Roma. C. Antiochia. Và D. Athena. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin mời câu hỏi số 11. Sách chỉ thần thần giáo phận Thanh Hóa được ban hành vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 5 tháng 7 năm 1923. B. Ngày 7 tháng 5 năm 1923. C. Ngày 5 tháng 7 năm 1932. Và D. Ngày 7 tháng 5 năm 1932. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Năm 2004. Để làm thế suy nghĩ bắt đầu.
Vâng, và sau câu hỏi số 13 thì chỉ còn 3 thí sinh trên sàn thi đấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi số 14. Hai ba đi và bốn ba. Các bạn có thích gì chưa?
Điều sai thì sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo ạ. Và sẽ không ai là... Và chúng ta sẽ trả lời các bạn nhé. Vâng. Và ba chân A
25.000 năm 1915. B 25.000 năm 1951. C 25.000 năm 1952. Và D 25.000 năm 1925. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin các thầy xem lớp nào nhé bạn. Hết thời gian, xin mời các thí sinh dơ bả. Thank you.
Bây giờ chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 giờ to và bạn sẽ đánh chuông nhá.
Xin các bạn đứng. Rồi các bạn cứ nhìn cái ngồi ngay ghế. Các anh chị giáo viên các thầy sẽ phát được các em đến từng nơi từng góc. Cái bài của quốc quái. Rồi xin mời các em cô nhi. Xin mời các em cô nhi chúng ta hai bên cánh gà. Thì các anh chị giáo viên phát quả cho các em hai bên cánh gà. Các em lên trước đấy. Chúng xin kính mời các thầy và bí sư là chúng ta sẽ lưu lưu xin thế ạ, để cùng lưu lại một tấm hình kỷ niệm cùng với các bạn ạ.